Công ty trách nhiệm hữu hạn HUG Vina được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 2018, thuê nhà xưởng của Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa tại quốc lộ 45, thôn Vực Phát, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, do Giám đốc Kim Sung Ho điều hành với 326 lao động, 10 chuyền may và các bộ phận. Sau 6 năm hoạt động kinh doanh, công ty đã gặt hái được những thành công nhất định. Ban lãnh đạo công ty quyết định mở rộng nhà máy sản xuất. Năm 2023, xưởng mới bắt đầu xây dựng tại lô đất 1854, thôn Bùng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2024, lấy tên Công ty trách nhiệm hữu hạn HUG, tên quốc tế Hook Company Limited, có mã số thuế 280239 7875, người đại diện Tổng Giám đốc Kim Sung Ho, quản lý bởi Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài nhà nước. Ngành nghề kinh doanh: chuyên sản xuất hàng trẻ em. Công ty hiện có 801 lao động làm việc tại 23 chuyển may cùng các bộ phận do Tổng Giám đốc Kim Sung Ho, Phó Giám đốc Jung Dong Hun, quản lý xưởng 2 Giang Hy Kim điều hành, với dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Để có được thành công ngày hôm nay, chúng tôi luôn tự hào có một đội ngũ cán bộ công nhân viên lâu năm, chuyên nghiệp, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Vì vậy, công ty luôn đặt con người lên hàng đầu và đảm bảo rằng môi trường làm việc của chúng tôi là nơi mà các tài năng có thể học tập và phát triển thăng tiến. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn HUG cam kết thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo thực thi đúng luật lao động Việt Nam. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như tổ chức liên hoan tất niên cho người lao động, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phát thưởng cho quản lý, cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc, v.v. Cảm ơn quý đối tác, quý khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, tạo nên nền tảng vững chắc để công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn HUG, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hotline 02373 869 919. Xin trân trọng cảm ơn.